Người vợ bệnh nặng. Trước miếu Quan Âm, mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật. Trên cây sà ngang trước miếu có con nhện chăn tơ. Mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu nguyện, nhện dần có Phật tính. Trải qua hàng ngàn năm tu luyện, nhện đã linh. Cho đến một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ. Nhện kia, ta gặp ngươi hẳn là có duyên. Ta hỏi một câu, xem ngươi tu luyện hàng năm nay có thần thông tuệ chăng được không? Dạ, chẳng hay ngài có điều gì muốn chỉ giáo cho con, xin ngài cứ hỏi ạ. Ta hỏi ngươi, thế gian thứ gì quý giá nhất? Thế gian quý giá nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi. Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi. Lại 1.000 năm, rồi 2.000 năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm. Phật tính của nhện đã mạnh hơn. Nhện thật đẹp. Ôi, giọt sương đẹp thế, sao nỡ vội rời xa ta? Này nhện, ngươi có nhớ câu hỏi 2.000 năm trước của ta không? Giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng? Thế gian này cái gì quý giá nhất? Con vẫn cảm thấy trong nhân gian này, thứ quý giá nhất vẫn là thứ không có được và cái đã mất đi ạ. Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé. Nhện đầu thai vào một nhà quan lại thành tiểu thư đài cát. Thoáng chốc tiểu thư đã 16, thành thiếu nữ xinh đẹp, yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó Tân Trạng Nguyên đổ đầu hoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn Ngự Uyển. Rất nhiều người đẹp đến yến tiệc, trong đó có tiểu thư và công chúa Trạng Nguyên trổ tài thi ca, văn võ. Trên tiệc nhiều tài nghệ khiến mọi người thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng tiểu thư không hề lo âu, cũng không ghen, bởi nàng biết chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành tặng cho nàng. Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên sánh đôi cùng công chúa. Tiểu thư được sánh duyên với thái tử. Tình như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu tại sao Phật tàn nhẫn với nàng thế. Nàng bỏ ăn bỏ uống, nằm nghỉ ngơi đau đớn. Vài ngày sau, linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp. Nhện, ngươi đã từng nghĩ giọt sương là do ai mang đến cho ngươi? Là gió mang tới đấy, rồi gió lại mang đi. Trạng Nguyên thuộc về công chúa, anh ta chỉ là khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi. Còn thái tử chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó. Anh ta đã ngắm ngươi 3.000 năm, yêu ngươi 3.000 năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nếu như nàng chết thì ta còn sống làm chi? Không, chàng không được làm thế. Thiếp đã thật ngu ngốc khi không nhận ra chính chàng mới là hạnh phúc của thiếp. Nhện, ta lại hỏi ngươi, thế gian này cái gì quý giá nhất? Thế gian này cái quý giá nhất không phải là thứ không có được và mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Chuyện của năm ngoái. Mẹ ơi, con về rồi đây. Hai cha con về rồi đó à? Đi đâu mà lâu thế? Làm mẹ đợi cơm nguội hết cả rồi nè. Mẹ ơi, mẹ nhìn này, bà sắm cho con bao nhiêu là đồ. Hai cha con khuân cả chợ huyện về đây hay sao mà lắm thế? Con nói cả năm học hành vất vả rồi, Tết cũng sắp đến rồi, cũng phải khích lệ cu cậu tí chứ. Mẹ ơi, mẹ nhìn này, bộ này có đẹp không? Đẹp, đẹp lắm con.
được thưởng rồi là năm sau phải học giỏi hơn nữa đó nghe chưa? Vâng ạ. Huy ơi, sang đây chơi không? Ba tớ vừa dẫn tớ đi mua nhiều thứ lắm, đẹp ơi là đẹp. Tớ Huy à, cháu đứng đó làm gì? Sang chơi với Bi này. Dạ thôi ạ, cháu chào cô chú. Đây, sang đây mình cho xem đồ nè. Thôi, mình vừa nghe thấy cậu khoe với mẹ rồi. Tội nghiệp thằng bé, bố mẹ mất sớm, hai bà cháu nuôi nhau, gia cảnh khó khăn. Bằng tuổi thằng cu Bi, bà nó thiệt thòi quá. Huy, chú Bảo, năm tới cháu nhớ luôn ngoan ngoãn, học giỏi. Tết năm sau chú sẽ chở cháu cùng đi chợ Tết với bạn Bi, được không? Chú nói thật ạ? Thật chứ? Đúng rồi, thế nên năm sau, cả hai bạn cũng phải cố gắng để luôn trở thành con ngoan trò giỏi nha. Vâng ạ, cháu hứa, cháu cảm ơn cô chú, cháu phải khoe ngay với bà mới được. Bà ơi! Một năm sau. Mẹ ơi, cây đào kia đẹp quá kìa. Ừ, mẹ con mình lại xem đi con. Mẹ ơi, rồi lát nữa mẹ mua con một cái cặp sách mới được không ạ? Cái thằng này biết là năm nào cũng được ba mẹ tặng quà nên đòi hỏi ghê quá. Được rồi, phần thưởng học sinh giỏi đó nha chưa? Con cảm ơn mẹ. Nào, tiễn năm cũ, chuẩn bị đón một năm mới thành công đi anh em. 100% nha, nhất trí. Huy à, bạn Bi đi chợ với mẹ rồi, không có nhà. Vâng ạ. Ăn đi, gà sạch nhà tôi nuôi đấy. Bảo sao thịt chắc thế. 100% nha. Nhất trí. Chú đã bảo bạn Bi đi chợ với mẹ chưa về nhà. Cháu về đi. Tí khi nào Bi về, chú bảo bạn sang. Đừng đứng thập thò đấy, con chó nó cứ sủa hoài. Cháu. Huy, chào chú với. Chú xin lỗi cháu. Cuộc gặp định mệnh. Mệt lắm không em? Không sao, anh đợi em lâu chưa? Một ngày nào đó chúng mình sẽ tổ chức đám cưới tại nơi này em nhé. Alo, Yến ơi, cho anh một cơ hội nha, đừng bỏ anh. Em không thể thế được, em không thể bỏ anh. Chúc mừng cô dâu chú rể, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Không, không thể là thế được, không thể là Tuấn. Không còn Yến, ta sống trên cõi đời này làm gì nữa? Trời ơi, có người nhảy cầu, phải cứu anh ta ngay. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Thưa bác, sao con lại ở đây? Lúc ta đang chèo đò trên sông thì gặp cậu vừa nhảy trên cầu xuống. Ta đã cứu cậu đưa về đây. Con tạ ơn bác đã cứu con, nhưng con không muốn sống nữa. Con à, sinh mạng con người là vô cùng quý giá. Con không nên có ý nghĩ như thế mà hủy hoại cuộc đời. Con buồn lắm bác ơi. Con có thể nói cho ta biết nỗi lòng của con, biết đâu ta lại giúp được con phần nào.
con buồn lắm. Không tiếc sống nữa. Con làm nên nông nỗi gì mà cô ấy lại bỏ con mà đi theo người khác. Con đã yêu cô ấy biết nhường nào. Con đừng quá buồn. Trên đời này ai cũng có duyên có phận. Con và cô ấy chỉ có duyên với nhau mà thôi, còn không có phận. Người cô ấy nợ tình lại là người khác. Con người đến với nhau bởi chữ duyên, còn sống bên nhau bởi chữ phận, chữ nợ. Nhiều đôi yêu nhau 5-10 năm nhưng cuối cùng vẫn chia tay, ấy là họ không có phận. Ngay cả những người đã sống với nhau nhưng sau đó một trong hai người có tình cảm với người khác, người đời nhìn vào bảo người kia không tốt và đáng quên đi. Nhưng thực ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đến lúc phải dời đi. Hiểu được như vậy, con sẽ thấy chuyện của con là thường tình. Con đừng quá đau buồn mà quỷ hoại cuộc đời. Dạ. Con hiểu ra được hai chữ duyên nợ là tốt rồi. Hãy trân trọng cuộc sống con nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.